Ồ, chúng ta đang ở đâu đây? Thử thách đang chờ đợi bạn. Một trong các bạn sẽ nhận được một đài phun sô-cô-la. Nó sẽ thuộc về người vẽ tốt nhất bằng những chiếc bút màu này. Nhưng có một điều rất quan trọng, bạn cần phải vẽ bằng miệng, không phải bằng tay. Thôi được rồi, bạn có một phút và nó đã bắt đầu. Bắt đầu nào. Tớ phải thắng, bởi vì không có ai có thể tuyệt vời hơn tớ ở đây. Cái gì? Bạn dễ thua thôi. Thì bức vẽ đẹp nhất sẽ là của tớ. Bingo. Của bạn sao? Làm sao mà đài sô-cô-la có thể xanh được? Tất nhiên là không rồi, tớ sẽ thắng. Hơn nữa, tớ có một ý tưởng rất hay. Tại sao phải thổi sơn ra khi bạn có thể tháo nắp nó ra mà? Wow, tại sao tôi không nghĩ ra điều này nhỉ? Thôi được rồi, phải thử. Ai? Ngã? Ôi, thấy chưa, thử chưa, có được không? Ôi, bạn không thấy xấu hổ sao? Tôi hôm nay giúp đỡ tớ. Mà đừng có cười tớ nữa. À, tớ cần phải dạy cho bạn một bài học. Một chiếc lông đơn giản sẽ giúp tớ làm điều này. Ôi, trời ơi, tớ phải làm gì bây giờ? Bây giờ giống như có cà chua vừa nhọt ruột xong. Trời ạ, bây giờ Suzy chắc chắn sẽ thua. À, được rồi, cậu vẫn cười chứ gì. Vậy thì cậu sẽ thua. Hachiu. Ôi không, trời ạ, bạn đang làm gì vậy? Bạn sẽ nhận được thôi. Không, 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 tớ cầu xin. Các bạn, hết giờ rồi. Hãy cho mình xem nào. Julie, vết đỏ đó là gì vậy? Đổ sơn sao? Rõ ràng là trên mặt cũng vậy. Suzy, sao cậu cũng đỏ vậy? Có lẽ tất cả các bạn đều ăn cà chua cùng nhau sao? Bản vẽ không thể giành chiến thắng được. Công việc của Mila cũng vậy. Nhưng ít nhất, nó không có mớ hỗn độn màu đỏ. Mila bạn thắng. Hân hô, bây giờ nó sẽ là của tớ. Xin chào, sô-cô-la ngon quá. Chúng tôi cũng muốn một ít sô-cô-la. Và chúng ta sẽ nhận được nó thôi. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, thật là tuyệt vời. Ngon quá đi mất. Ê, sô-cô-la đâu rồi? Ồ, ai uống hết sô-cô-la rồi nhỏ, không thấy xấu hổ sao? Ồ, đúng là đồ ăn trộm. Lần này, giải thưởng của các bạn là độc đáo hơn nhiều. Xem chú chó này dễ thương không? Nhưng giải thưởng không phải là anh ta, mà là đống phân còn lại. Trong vòng này, bạn sẽ phải vẽ bằng miệng. Vì vậy hãy cố gắng nhé. Thời gian bắt đầu. Tôi nghĩ không còn gì dễ hơn là vẽ một cái phân. Thôi được rồi, bắt đầu nhé. Để làm cho bản vẽ đáng tin cậy hơn, cần thêm mùi. Tôi thậm chí biết làm nào để làm điều đó. Cái gì thế này? Có ai chết ở đây sao? Hay là có một cái gì đó bị rũa? Ôi, tôi cảm thấy tồi tệ. Oops, lâu rồi tớ chưa rửa chân. Vẽ bằng chân rất khó, nhưng vẽ bằng khuỷu tay là một giải pháp tiện lợi hơn. Oops, thôi được rồi, không vấn đề. Tớ còn một đống những cái này mà. Nào nào các bạn. Ôi, trời ạ. Các bạn, hết giờ rồi. Đến lúc phải xem mình bạn được cái gì. Đây, của mình đây. Mila, củ phân tất nhiên không tệ, nhưng tớ cần tốt hơn. Lấy ví dụ từ Suzy, trông nó rất là đẹp. Tớ rất thấy tuyệt. Còn của Julie, củ phân thì bình thường. Rõ ràng bạn ấy muốn thua. Thôi được rồi, bạn ấy sẽ nhận được. Cái gì? Trời ơi, tôi cảm thấy rất tệ. Không, tôi sẽ không ăn cái này đâu. Bà phải ăn thôi.
Ôi, thật là kinh khủng. Tớ sẽ phải ăn món kinh dị này sao? Trời ạ, bạn ấy thích cháu. Không, đây thực sự là sô-cô-la. Bạn có muốn thử không? Không, 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 cảm ơn. Ở vòng này, giải thưởng của bạn là một con cá mùi và không ngon chút nào. Nhưng mà bạn sẽ vẽ bằng nước sốt. Tôi nghĩ rằng nó khá buồn cười và không bình thường. Vì vậy có thể bắt đầu. Thời gian bắt đầu. Tớ chưa bao giờ vẽ với nước sốt bao giờ. Hy vọng tớ sẽ làm tốt. Ôi, có nhiều thật đấy. Tớ có rất nhiều lựa chọn như vậy. Nhưng mà tại sao toàn rác trên người tớ? Tớ không phải là bãi rác của cậu đâu. Tớ cũng nghĩ là đến lúc bắt đầu rồi. Đây là bức vẽ ngon nhất mà tớ từng vẽ. Tớ sẽ bắt đầu với cả sốt cà vậy. Còn tớ thì sẽ bắt đầu với sốt phô mai. Có màu vàng vì vậy tốt hơn con cá khó chịu đó. Nào, bắt đầu nào. Ôi, nước sốt hết nhanh thật đấy. Cần phải thay thế càng sớm càng tốt. Oh, yes. Oh. Ôi, có vẻ đang rất là tuyệt đấy. Tớ có một tài năng. Trời ạ, ngay cả bức vẽ của Suzy cũng đẹp hơn của mình. Mình nên nhanh lên. Chính xác. Tớ có 5 ngón tay, có nghĩa là 5 chiếc bút lông mà bạn có thể vẽ cùng một lúc mà. Nước sốt này có mùi vị thơm thật đấy. Tớ không nghĩ sẽ không là vấn đề lớn nếu tớ thử nó một chút. Ôi, ngon thật đấy. Nhưng mà vẫn ít. Tớ muốn thêm. Mila, cậu đang ăn nước sốt sao? Nhưng chúng ta thậm chí còn không có khoai tây. Có vẻ như nước sốt của tớ hết rồi. Ôi không, không phải vào bàn vẽ của tớ. Ôi không, tớ làm hỏng tất cả mọi thứ rồi. Ôi ngon lắm sao. Trời ạ, tớ ăn hết cả nước sốt rồi. Bây giờ tớ chắc chắn sẽ thua. Nào, hết thời gian rồi. Đến lúc phải xem bạn đang vẽ gì. Tớ chỉ còn một lối thoát. Trao đổi bản vẽ với Suzy. Tớ đang đợi đây. Julie, cậu làm gì vậy? Nó không giống như con cá một chút nào. Mila, hãy xem bạn đã làm gì. Oh wow, có vẻ rất tốt. Cho đến nay bức vẽ sốt tốt đẹp nhất tớ từng thấy. Suzy, bạn không cố gắng gì cậy. Vì vậy tớ phải đưa con cá này cho cậu. Hy vọng cậu thích ăn cá sống. Cái gì? Nhưng đó không phải. Haha, ai đó phải ăn con cá khó chịu thôi. Tại sao lại khó chịu? Có thể nấu chín được nó mà. Tớ chỉ cần một cái ổ. À, bạn làm gì vậy? Ôi xin lỗi, tớ không biết sử dụng nó thế nào. Ôi, chắc chắn là cần đưa nó vào cá thôi. Nhìn món cá này. Cuối cùng tớ có một bữa trưa ăn ngon. Ngon thật đấy. Các bạn, lần này giải thưởng đáng yêu nhất đang chờ đợi bạn. Cụ thể là bông này. Các bạn sẽ phải vẽ trên mặt mình hình con mèo. Ai làm tốt hơn sẽ nhận được em này. Nhưng mọi khi bạn có 1 phút và nó bắt đầu. Bản thân tớ rất giống mèo, vì vậy tớ không cần vẽ nhiều chi tiết. Suzy, bạn đánh giá bạn cao quá đấy. Mọi người đều biết rằng tớ sẽ giành chiến thắng. Mũi xong rồi, còn lại dâu. Nào, không ai cấm sử dụng gương đúng không? Tớ không hiểu lắm nào cậu có thể trang điểm mà không có nó. Nhưng với nó thì rất dễ dàng hơn nhiều. Ừ.
tớ đã gần như xong rồi. Tất cả các bạn đều không phù hợp với tớ, bởi vì trang điểm của tớ là tốt nhất. Ồ, Mila nhìn này, Julie đang ngăn gian. Cậu ấy đang sử dụng một chiếc gương mặc dù không được làm điều đó. Tớ nghĩ chúng ta cần dạy dỗ. Đúng rồi, tớ thậm chí không biết làm nào. Ê, bạn đang làm gì vậy? Tại sao? Các bạn làm hỏng tất cả mọi thứ rồi. Trời ạ, bây giờ tớ chắc chắn sẽ thua. Tớ cũng muốn được một con mèo dễ thương cho mình mà. Mình có một ý tưởng, làm như nào để có thể bỏ thêm một đối thủ nữa. Nghe này Suzy, cậu vẫn chưa vẽ hết mũi, nếu cậu muốn tớ có thể giúp cậu. Ồ, được rồi, nếu không ông phiền. Tất nhiên rồi, bây giờ trông cậu tốt hơn nhiều rồi đấy, rất giống con mèo. Haha, cảm ơn nhá, tớ luôn biết rằng chúng ta là bạn thân. Thôi được rồi, hãy quyết định xem ai sẽ là người nhận em bé này nhá. Julie, trông không thể nhìn được. Trời ạ. Suzy, bà đã làm gì vậy? Chúng tớ không chơi cúp biển ở đây. Cái gì? À, Mila, đồ lưu manh. Nhưng cách trang điểm của Mila rất dễ thương. Vì vậy, Fluffy bây giờ là của bạn. Hoan hô, tớ sẽ yêu cậu, nuôi cậu và... Ôi không! Hình như Mila có dị ứng với mèo rồi. Không sao, chúng ta có thể xử lý được mà. Ôi, bạn bị đói cả rồi. Chúng ta nên gọi bác sĩ phải không? Ừ. Ôi, đáng yêu quá. Các bạn ơi, thật là thú vị. Điều gì đó đang chờ đợi chúng ta ở vòng này này. Mình nghĩ các bạn sẽ thích nhà tôi. Bạn sẽ nhận được cả một bầy gian sống. Chỉ cần nhìn chúng dễ thương làm sao. Ôi trời ơi, sợ thế. Mình xin lỗi, nhưng bạn vẫn phải vẽ thôi. Bạn sẽ phải làm điều này với các đầu ngón tay nhỏ dưới dạng tay cầm. Với sự giúp đỡ của nó, việc sẽ rất thuận lợi cho các bạn. Không bình thường, nhưng bạn sẽ thích nó. Đừng quên, bạn chỉ có một phút. Ôi, tất nhiên mình không muốn nhận dán, nhưng mình vẫn cần phải thể hiện kỹ năng vẽ của mình. Mình nghĩ rằng nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn như này. Ôi, tốt quá. Bởi vì nếu không có bạn, mình sẽ không biết sao chép từ ai. Trời ơi, cái gì đây? Trời ạ, bút gãy rồi, mình phải vẽ bằng cái gì bây giờ? Chính xác, mình có một cái mài mà. Mình hy vọng nó sẽ giúp mình. Ôi, đẹp chưa này? Bây giờ mình có thể vẽ lại. Chuyện gì đang xảy ra với cả cái máy vậy? Ôi không! Bây giờ mình phủ đầy mún cua. Nhưng mình đã mài được cái bút chì rồi. Bây giờ mình chỉ còn cách thổi hết mùn và lấy giấy để nhanh chóng vẽ thôi. Sẵn sàng rồi. Ê, bạn cho phép mình làm điều gì vậy? Bây giờ mình chỉ toàn mùi cưa thôi. Không sao, đừng lo, mình sẽ giúp bạn. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Ôi, bạn thật là tuyệt. Đương nhiên sau này mình sẽ không phụ lòng người. Cái gì đấy? Giấy đến từ đâu vậy? Julie, bạn có thể ngừng ném không? Thì sao để mình yên? Trời ơi, bạn không hiểu rằng mình đang vẽ tranh sao? Bạn thấy đấy, mình không thể bị phân tâm mọi lúc. Được rồi, mình sẽ đổ hết ra. Wow, bạn có một bức vẽ đẹp làm sao? Có lẽ mình sẽ đưa bạn ấy đi. Ê, bản vẽ của tớ đâu rồi? Sắp kết thúc thử thách rồi. Ừ, bạn đã hoàn toàn đúng. Thử thách này đã kết thúc. Đến lúc xem những gì bạn vẽ được nào. Vita, bạn có thể làm tốt hơn đấy. Mình không thích lắm. Mila, thế bài của bạn đâu? Mình sẽ không được đâu. Bạn chắc chắn sẽ không thắng. Julie, bạn làm cho mình hạnh phúc đấy. Mình thực sự rất thích bản vẽ của bạn. Bởi vì bạn ấy lấy của mình. Dừng lại, các bạn gái. Đừng có mắng nhau nữa. Điều gì đang xảy ra vậy? Mặc dù mình không muốn giải quyết vấn đề các bạn, mình có đủ của mình mà. Mila, bà sẽ nhận được dán. Bạn đã phải cố gắng chứ. À, tại tớ đây. Trời ạ. Wow, mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều dán của một lúc như vậy. Nhưng mà có gì nằm ở dưới thế kia? Trông giống như một cái gì đó rất sáng bóng. Wow, đó là một chiếc nhẫn với một viên kim cương thật. Ôi, mình may mắn làm sao. Ôi, vẻ đẹp thực sự. Ôi, đẹp thật đấy. Các bạn, lần này các bạn sẽ có một giải thưởng bất ngờ hơn. Bạn có yêu thích hải sản không? Vì trong ngày, bạn sẽ nhận được một con bạch tuộc nhầy nhụa và rất là dễ thương. Trời ơi, bạn đùa mình sao? Ồ, bạn sẽ vẽ với những cái loại sơn như trên kính vậy. Hy vọng bạn sẽ làm được. Một phút của bạn. Bắt đầu. Khi còn nhỏ, mình thường vẽ với những màu sắc như vậy. Vì vậy, rất là đơn giản và chiến thắng.
Trời ạ, trông giống như một vết nhơ vậy, cần phải xóa nó mới được. Ồ, làm sao có thể làm hỏng công việc của mình nhanh như vậy? Bây giờ mình sẽ vẽ một cái gì đó thực sự rất thú vị. Có lẽ giải thưởng của chúng ta sẽ là một con bạch tuộc rất đáng sợ, nhưng thậm chí có thể vẽ được dẹp và dễ thương. Ôi, trông có vẻ rất là được. Mình hoàn toàn đồng ý với Mila. Ngoài ra, con bạch tuộc đã được vẽ càng tốt thì càng ít có khả năng nhận được một con thật. Ôi, mình hết màu xanh rồi. Hy vọng Mila sẽ không phiền nếu mình mượn nó một chút. Ê, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đã cho phép bạn chưa? Hãy xem bạn thích nó như thế nào khi lọ sơn này của bạn sẽ là mãi mãi nhé. À, đây mới là trò đùa tuyệt vời. Ôi không, trời ơi, tại sao nó lại dính như này? Ôi, thôi được rồi, lúc đầu cần phải vẽ đã. Vita, bạn vẽ gì vậy? Nó dường như một cái gì đó rất rùng rợn, một cơn ác mộng. Nói một điều như vậy rất là bất lịch sự đấy. Mình phải dạy cho bạn một bài học thôi. Bạn thực sự không thể nói với kính vỡ được mà. Không, làm sao bây giờ? Mình không muốn, trời ạ. À, mặc dù keo có thể giúp mình chơi khăm để giúp ích mà. Ý tưởng tuyệt vời đấy. Các bạn, hết thời gian rồi. Để đến lúc phải thể hiện bản vẽ. Julie, bạn thật là thông minh. Hóa ra không thể nào mà tin được. Vita, nhưng trên cái của bạn tại sao lại có cái gì kinh dị vậy? Thật không may, điều đó không tốt. Mila, mình cũng mong đợi rất nhiều từ bạn đấy. Tại sao bạn có thể làm vỡ thế này vậy? Mình rất buồn. Mình sẽ rất công bằng nếu cả hai người tham gia đều nhận được con bạch tuộc. Nhưng người đã không quan tâm đến các quy tắc của thử thách. Vita và Mila, bạch tuộc của bạn. Chính xác, hãy ăn nó thôi. Còn mình sẽ nhìn và cười. Bạn không thể phủ nhận, bạn vẫn phải nuốt một con bạch tuộc thôi. Mình sẽ thử. Thật là kinh tởm. Mình không nghĩ nó lại tệ như vậy. Bây giờ mình thậm chí còn thấy sợ hãi hơn khi thử nó. Ồ, thực sự là rất là kinh tởm. Julie, bạn đang cười cái gì vậy? Mình sẽ không để bạn cười đâu. Vita, mình đề nghị cho Julie thấy người có tiếng cười cuối cùng nhá. Mình hoàn toàn ủng hộ. Julie, nhận lấy đi. Ê, bạn đang làm gì vậy? Thật là ghê tởm. Trời ơi, bây giờ mình có xúc tu thay vì tao. Trời ạ, bây giờ mình phải bỏ cái mùi này bằng sao giờ? Vòng 3 của thử thách này sẽ như thế nào nhỉ? Lần này các bạn là người may mắn với giải thưởng rồi. Hãy xem con chó dễ thương này. Một trong bạn sẽ nhận được nó. Nhưng mà bạn phải vẽ một thứ gì đó rất khác thường. Hãy trang điểm cho mình trông giống như chú chó đáng yêu này nhất. Và điều này có chính xác là 1 phút. Bây giờ bắt đầu. Nào, mình không để thua được. Mình thực sự muốn kết bạn với con chó đó. Mình cũng muốn. Vì vậy phải nhanh lên thôi. Ôi, tất cả chúng ta đều có một người bạn suốt ngày như vậy. Mình đã từng vẽ trang điểm cho chó. Mình không nghĩ rằng kỹ năng này có thể hữu ích với mình đâu. Wow, bạn ấy đang vẽ rất là đẹp đấy. Cần phải sửa cần thôi. Ê, bạn đang làm gì vậy? Bạn đã làm hỏng mọi thứ rồi. Tôi xin lỗi, tôi không phải lỗi của mình. Bạn biết đấy, nhận lấy đi. Bây giờ bạn sẽ biết cách ngăn mình vẽ. À vậy chứ gì, vậy thì bạn cũng sẽ nhận được thôi. Hãy để mọi thứ yên đi. Tại sao bạn lại không yêu mình? Ôi, các bạn thật là đáng sợ. Bây giờ các bạn trông giống như con chó thật. Giống như ma vậy. Ồ, hết giờ rồi. Đến lúc quyết định xem ai sẽ trở thành chủ nhân của con chó này nhá. Vita trông thật là khủng khiếp. Ôi baby, bạn không cần nhìn xem này đâu. Mila, bạn cũng không khá hơn. Ôi, trang điểm của bạn tất nhiên là quá đáng sợ, nhưng vẫn không giống một con chó nào. Julie của bạn thì trông thật là tuyệt. Bạn vừa có một người bạn mới đấy. Hano. Ôi, nhìn bạn ấy đẹp làm sao và dễ thương làm sao. Các bạn xem gì vậy? Mình đang phải chiến thắng một cách nào đó chứ. Ôi, sao bốc mùi vậy? Ôi không, chú chó dễ thương đặc biệt dùng chiếc bánh này để cảm ơn mình hay sao ấy. Thật là kinh tởm.
Ôi, chú chó là của mình, còn bạn sẽ được chất thải của nó. Công lý đã thắng rồi. Hello. Các bạn gái, trong vòng này các bạn sẽ tìm thấy một giải thưởng rất lớn. Nhìn xem chiếc vòng cổ tuyệt vời này đẹp làm sao. Và một trong số các bạn sẽ nhận được nó thôi. Và bạn sẽ vẽ bằng những cái chai này. Trong đó có keo màu và lấp lánh. Mình nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời. Thời gian bắt đầu. Đi nào. Mình biết chắc rằng mình sẽ trở thành tình nhân của sợi dây chuyền này. Lần này mình sẽ còn các bạn gái không chỉ phù hợp với trạng thái. Làm nào mà đến nặng cái thứ keo ngốc này ra vậy. Ôi không, trời ơi, bị thiệt hại rồi. Làm nào bây giờ để bỏ nó ra? Có lẽ nó có thể sơn lên những người khác. Ôi không, không có gì cả. Ôi không, trời ạ, Julie, chuyện này không vui đâu. Mình sẽ cho bạn ngay bây giờ đấy. Ê, đừng chạm vào mình đang vẽ. Bởi mình không biết làm nào để vẽ một chiếc vòng cổ cả. Những người khác cũng không nên lấy nó. Miêu ra đừng xúc phạm nhé. Nhưng bạn cần phải cảm thấy sức mạnh của loại keo này. Ôi, mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. Mình chỉ cần thêm một vài giọt keo màu đỏ nữa thôi. Thật là đáng kinh ngạc. Ôi, cái gì đấy? Tại sao cái lọ này lại dán vào tay mình? Julie lại là cậu sao? Không, không. Đó là bạn ấy đấy. À, vậy chứ gì? Vậy thì mình sẽ thể tìm hiểu loại kem này tốt như nào nhá. Nhưng không phải trên bàn tay mà trên khuôn mặt. Nó dành cho bạn đấy. Ôi, mình nghĩ bạn ấy rất hợp đấy. Cứu! Hay bỏ nó ra ngay khỏi mình. Ôi, không. Trời ạ, bây giờ mình không còn cả lông mày nữa. Em yêu, trời ạ. Ôi, Mila, tại sao bạn có thể làm như vậy mình? Bây giờ mình sẽ cho bạn biết tay. Dừng lại, hết giờ rồi. Cho chúng mình thấy bạn đã làm được gì đi. Vita, bạn lại đang bay ở đâu vậy? Đây là một công việc khủng khiếp. Trời ạ, đừng có buồn nhá. Julie, trông bạn không khá hơn đâu. Các bạn, chuyện gì đang xảy ra với các bạn vậy? Các bạn có thể vẽ mà. Mila, thật tốt khi bạn luôn làm mình hạnh phúc. Mình nghĩ không ai có thể nghi ngờ rằng giải thưởng thuộc về Mila. Xin chúc mừng. Wow, đẹp thật đấy. Bây giờ mình sẽ là người con gái đẹp nhất trong vòng tròn. Julie, bạn có muốn vậy không? Bạn có muốn mình cho bạn thử không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mình vẫn sẽ là không cho. À, bạn lừa mình chứ gì? Sẽ không ai nhận được nó đâu. Trời ạ, bạn đã làm gì vậy? Trời ạ, mình đã cảm giống như nàng công chúa. Ôi, nó thật là đẹp. Ôi, các bạn ơi, các bạn mà nhìn thấy mặt không hài lòng của mình thì trông buồn cười lắm ý. Wow, đẹp làm sao, tớ rất thích ở đây. Và đây là đài phun sô-cô-la của chúng ta. Bạn đã sẵn sàng để chiến đấu với nó chưa? Cảnh báo các bạn, nó sẽ không dễ dàng đâu. Bạn cần phải đặt tay rau sau lưng. Tốt lắm, khởi đầu rất tốt. Thời gian sẽ bắt đầu nhé. Chúc mọi người may mắn. Trước tiên, bạn cần phải nhấc cái bút này lên. Nó sẽ không dễ như tớ nghĩ đâu. Nhưng mà tớ làm được rồi, bây giờ phải vẽ. Bạn ngốc lắm, chúng tớ đã bận rộn từ lâu rồi. Không có gì, bây giờ tớ sẽ đuổi kịp bạn. Tớ nghĩ tớ làm rất là tốt. Hãy xem Mia làm nào nhé. Phần nền đã sẵn sàng, nhưng tớ không thích nó chút lắm. Có gì đó không ổn. Tớ biết làm gì rồi. Tớ biết làm nào để vẽ một bức tranh thực sự rất đẹp. Cần phải sử dụng da. Bạn có thấy tớ khéo léo như thế nào không? Wow, bạn ấy vẽ tuyệt vời thật đấy Mia. Với tốc độ này bạn sẽ đánh bại tớ mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Jennifer lại bị ngã vậy? Tớ chỉ muốn tháo nắp ra khỏi bút dạ thôi. Đấy, Mia lại đi bước trước một bước rồi. Bạn ấy làm một đài phun nước rất đẹp. Làm sao bây giờ? Ôi, hình như đây là một cái lông rất tuyệt. Ôi không, mình sẽ hắt xì hơi mất. Trời ơi, hãy xem bản vẽ của tớ bị sao rồi. Trời ạ, Jennifer, làm sao mà bạn có thể làm như vậy? Ê, bạn đang cười cái gì vậy? Nhìn lấy đi. Mia, tại sao cậu lại làm vậy? Ôi, buồn cười thật đấy. Và nếu bạn tung lên bản vẽ của bạn sẽ còn thú vị hơn. Jennifer, bạn đang làm gì vậy? Bạn cũng muốn như vậy sao? Ôi, hết giờ rồi, may quá. Ừ, bạn may mắn đấy. Nào nào, hãy xem có gì ở đây nào. Mia, đã làm hỏng bức vẽ của tớ. Tớ biết là bạn sẽ không thích nó đâu mà. Tớ e rằng bức vẽ của tớ không tốt cho lắm. Tất cả chỉ vì Jennifer. Các bạn làm tớ không hài lòng đâu. Em chắc chắn rằng cô sẽ thích công việc của em.
Thành thật mà nói, không có nhiều lựa chọn. Thế được rồi, Jennifer sẽ thắng. Nhận đài phun nước đi. Kìa thật đấy, nó to thật đấy. Hãy ghen tị vào tí đi. Tớ muốn thử loại sô-cô-la này từ rất lâu rồi. Và giấc mơ của tớ đã trở thành hiện thực. Oh my God. Chúng ta không nên ngồi xem điều này đâu. Và ăn trộm sô-cô-la từ bạn ấy. Trước khi bạn ấy mình tự ăn hết nhá. Ôi thật là ngon, ý tưởng tuyệt vời Mia. Ngon quá. Ê, sô-cô-la của tớ đâu hết rồi? Tớ đã quyết định lấy một ít rồi. Thật là bất công. Giới thiệu cho bạn giải thưởng mới. Con thực sự là đáng yêu không? Ồ vâng, thiên thần thực sự. Hãy đi đến đây nào bạn yêu. Ồ, cái gì nữa đấy? Chúng ta phải vẽ phân phải không? Thành thật mà nói, bạn rất là thông minh. Bắt đầu. Ôi, trông không tốt cho lắm. Tớ thực sự không muốn vẽ cái này, nhưng tớ sẽ cố gắng. Không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa tớ nghĩ nó sẽ phải dễ dàng chứ. Ôi tớ hơi chậm. Cần bù đắp khoảng thời gian đã mất. Tớ nghĩ vẽ bằng chân là một cách rất là tuyệt vời. Ôi mùi này đến từ đâu vậy? Phù Mia. Tuyệt vời. Tớ đã loại bỏ một đối thủ rồi. Bây giờ tớ có thể bắt đầu vẽ. Cơ hội chiến thắng của tớ càng lúc càng tuyệt vời đấy. Chỉ còn cần thêm một chút nỗ lực nữa thôi. Đấy, Mia đã vẽ nhưng tớ không thể cầm được bút dạ. Yeah, cuối cùng tớ cũng làm được. Tớ đang tiến tới chiến thắng đấy. Bắt đầu nào. Ôi, tớ mất bút dạ rồi. Tớ cần cái màu này chứ. Được rồi, tớ sẽ cố gắng tìm một cái màu khác vậy. Một lần nữa không có gì thế lấy được. Ê, Mia đang vẽ gần xong rồi sao? Thời gian không còn nhiều. Dừng lại, tác phẩm của các bạn đâu? Ôi không, tớ không có thời gian để vẽ bất cứ điều gì. Còn tớ thì đã sắp xong rồi. Bạn có thích nó trông? Trông có vẻ trông cũng được. Hãy thử bức vẽ khác nhá. Em đã cố gắng rất nhiều. Làm tốt lắm Mia. Ôi mấy giờ rồi? Có vẻ như tớ quên mất rồi. Ô đến lúc chiến thắng rồi sao? Ôi đã hiểu hết rồi. Kết đã thua cuộc. Ôi không, đó không phải lỗi của tớ. Tớ đã bất tỉnh vì Mia. Tớ sẽ phải ăn cái này thật sao? Phù, trông thật là đáng tởm. Tớ sẽ thử một miếng vậy. Ô, đó là sô-cô-la mà. Thật là tuyệt vời. Tớ đã sẵn sàng ăn món từ sáng đến tối. Ngon thật đấy. Trời ạ, cậu dừng lại đi. Nhìn tôi đã thấy ghê rồi. Ôi, tớ thấy buồn nôn quá. Trời ạ, có lẽ nên thử. Hello. Và một điều tuyệt vời khác nữa. Ôi, thật là đáng yêu. Em ngồi xuống đi em yêu. Chúng ta sẽ phải đợi một chút trong khi các cô gái làm việc của họ. Nhân tiện, bạn sẽ vẽ trên khuôn mặt của bạn nhé. Ngay ở đằng trước luôn. Bắt đầu. Safi sẽ là của tớ, bạn sẽ thấy thôi. Chúng ta sẽ tạo ra nhau. Tớ nghĩ rằng trang điểm cho con mèo này sẽ rất hợp với tớ. Bút chì màu trắng vô dụng, tớ thả dùng bút xanh còn hơn. Trông sáng sủa làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ xem vẽ mắt như thế nào nhé. Ôi, nó thực sự rất hợp với bạn. Tớ hy vọng bức vẽ của tớ cũng sẽ đẹp. Không ai có thể đánh bại tớ đâu mà. Tớ sẽ hoàn thành bản vẽ trong gương. Như nào có thể tuyệt vời hơn? Như này chắc chắn sẽ không ai có thể thắng tớ. Đấy, đã hoàn thành bản vẽ một nửa. Jennifer, bạn thế nào rồi? Không biết được gì sẽ xảy ra nhưng tớ thực sự rất thích quá trình này. Tớ cũng vậy. Ê, bạn làm gì vậy? Bạn sẽ dùng một chiếc gương. Ê, thật không công bằng. Thế sao bạn lại đẩy tớ Mia? Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa. Rối loạn. Ồ, đúng rồi. Cần phải cho bạn ấy một bài học để lần sau không phạm quy tắc nữa. Kate, bạn đã bắt chúng tớ làm điều này rồi đấy. Xin lỗi nhé. Không, dừng lại. Mia, làm ơn. Bản vẽ của tớ đã biến mất. Oh my God. Nhưng mà tại sao? Tớ đã nỗ lực rất nhiều mà. Nhưng bạn sẽ không bao giờ vi phạm các quy tắc một lần nữa đâu. Có vẻ như Mia đã rất tự tin vào chiến thắng của mình. Tớ không thích điều này.
Mia, cậu có thể xem được không? Bức vẽ của bạn trông không được tốt lắm. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ sửa nó ngay bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn đang làm gì vậy? Trông tớ như nào? Tốt hơn rất nhiều. Cô thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Rất là tuyệt, bởi vì thời gian đã kết thúc rồi. Hey Mio, đừng nhìn nó. Không có gì tốt ở đó đâu. Của em sao? Như này thậm chí còn tệ hơn. Thật không? Nhưng Jennifer đã sửa mà. Bạn đã lừa tớ sao? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi, có vẻ như không có nhiều lựa chọn. Jennifer đã thắng. Hãy giao với bạn ấy đi. Oh no, ra đây nào em yêu. Ôi, nó sẽ là của tớ. Thật là đáng yêu. Ôi, tại sao lại muốn hát gì này? Có vẻ như Jennifer bị dị ứng với mèo rồi. Đó là điều tuyệt vời. Chúng ta có thể lấy con mèo mà. Có gì đó không ổn với tớ rồi. Nghỉ ngơi đi. Wow, nhiều nước sốt thật đấy. Bạn đã biết bạn sẽ vẽ gì rồi. Đã đến lúc thấy chính xác bạn sẽ vẽ gì. Trời ơi, cá sống sao? Tớ không nghĩ ai đó được muốn lấy đâu. Phải cố gắng rất là nhiều để nước sốt theo ý của bạn. Chúc bạn may mắn nhé. Nào, tớ đang sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Tớ cũng vậy Mia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jennifer nhìn kìa, bạn đang ném rác vào mặt tớ rồi. Ôi, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ mọi chuyện là như vậy. Ôi, thật là thái quá. Tớ hy vọng không ai các bạn sẽ ném vào tớ lần nữa. Đã đến lúc cho bản thân vẽ rồi. Hãy xem chúng ta có gì ở đây nhé. À, sốt cà chua, trông rất sáng sủa. Nó vừa vặn trên giấy và có lẽ sẽ sử dụng được nó. Tớ thì thích màu vàng. Tớ sẽ gắn bó với nó. Nhìn nó đẹp làm sao này. Đây là những gì cần thiết. Nhân tiện nó là một niềm vui rất đẹp. Thật tệ là nó sốt hết nhanh quá. Sẽ phải chọn một cái khác thôi. Màu tạt rất hoàn hảo. Hơi màu khác một chút nhưng mà tớ vẫn thích. Và bên trong sẽ là ketchup nhé. Bản sắc thật là tuyệt vời. Mình chắc chắn là sẽ không có ai nói là tệ đâu. Ôi, Mia cũng sắp hoàn thành rồi. Ồ, tớ cũng sắp hoàn thành. Có vẻ như tớ đang ở phía sau. Tớ phải nghĩ ra một cái gì đó. Tớ biết. Tớ sẽ vẽ tất cả cùng một lúc. Điều này sẽ giúp tớ tiết kiệm thời gian. Nhưng chúng có mùi thơm làm sao? Tớ phải thử tất cả. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, tớ muốn thêm và thêm và thêm hơn nữa. Ôi, tớ muốn ăn quá. Bạn đang làm gì vậy Jennifer? Kiểm soát bản thân đi, nếu không bạn sẽ không có gì để vẽ đâu. Đấy, xong rồi. Ôi không. Trời ạ, nó sốt rơi ngay vào bức vẽ của tớ. Trời ạ. Tớ không muốn làm bạn buồn, nhưng thời gian không còn nhiều đâu. Tớ hoàn toàn quên mất. Dừng lại nhá. Ôi ngon quá. Ôi không, tớ đã không vẽ một cái gì cả. Làm sao tớ có thể như vậy? Đó là một thất bại. Mia, có một bức vẽ tuyệt vời. Tớ chắc chắn sẽ thua. Mặc dù nó vẫn chưa kết thúc đâu. Xin lỗi, nước sốt đã đổ lên bản vẽ của tớ rồi. Trong khi không ai nhìn thấy, cần nhanh chóng thay đổi bản vẽ thôi. Thôi để xem nào, ai sẽ có những cái gì. Đây là con cá của tớ. Nó thực sự là đẹp đúng không? Ôi, rất khó để nói được không. Còn của tớ thì sao? Đó là tờ giấy trắng mà. Ôi không, tớ bị lừa rồi. Jennifer, bà đã đổi bản vẽ của chúng ta sao? Bây giờ điều này không còn được chứng minh được nữa. Thế nên bà phải ăn cá thôi. Ăn ngon miệng nhá. Tớ không thích mùi này. Thật là kinh khủng. Bà không thể làm được gì, phải ăn thôi. Tớ có một kế hoạch rất tuyệt vời. Nếu bạn nấu cá lên thì sao? Tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn rất là nhiều đấy. Ồ, có vẻ như dùng cái này rất là khó. Ừ, đúng rồi. Xin lỗi Jennifer, tớ vô tình thôi. Nhưng thật mà nói, bạn có những gì đang xứng đáng. Hãy chiên cá của tớ một cách đúng cách nhé. Wow, nhìn ngon chưa kìa. Tớ sẽ ăn món này thôi. Wow, tớ cũng muốn thử. Muộn rồi bạn. Các bạn đã làm mọi cách để tớ ăn con cá này. Nó thật là dịu dàng, tuyệt thật đấy.
Chỉ một cái Twix thôi sao? Quá ít. Được rồi, và tốt hơn là không có gì. Ít nhất là tớ sẽ ăn nó. Có vẻ như ai đó đang rất đói đấy. Ê, cẩn thận, cậu đánh tớ ngay vào trán rồi đấy. Tớ sẽ làm lại nếu cậu can thiệp thêm vào tớ đấy. Tớ nghĩ ra một cái gì đó hay rồi. Nhìn này. Ôi, tớ sợ quá. Trời ơi, cất cái cơ đi. Bình tĩnh đi, tớ cần nó để cắt. Cẩn thận, phảnh vụn bay về mọi hướng rồi kìa. Đấy, xong rồi, tớ sắp hoàn thành rồi. Vẫn phải cắt vết cắt cuối cùng. Bây giờ ăn sô-cô-la sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cậu đã làm chúng tớ rối tung lên rồi. Xin lỗi, xảy ra một cách tình cờ thôi, tớ không cố ý. Hãy nhìn xem tớ đã làm tuyệt vời như thế nào. Hình như còn nhiều sô-cô-la hơn đấy. Có 2 mảnh, còn bây giờ thì là 10. Tuyệt quá, tớ không muốn Twix kết thúc đâu. Không thể tránh được, nhưng cái gì cũng có lợi của nó. Bây giờ thì tớ có thể ăn. Các gói tớ không cần nữa. Cậu làm tốt lắm đấy. Cảm ơn, bây giờ tớ có thể ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc. Và không có gì có thể ngăn cản tớ. Nó ngon làm sao. Điều tốt là tớ vẫn còn rất nhiều thanh. Ồ, nghĩ ra rồi. Nhưng mà tớ cần cái này làm gì? Trời ơi, đầu tớ. Ê, tại sao cậu lại ném mọi thứ vào đầu tớ vậy? Xin lỗi, tớ chỉ cần làm sữa sô-cô-la. Nó dường như hoạt động rồi. Tớ chắc chắn rằng Twix sẽ còn thậm chí ngon hơn so với nó. Ồ, vâng, sự kết hợp quá tuyệt vời. Tớ cũng muốn thử. Lần sau nhé. Bây giờ tới lượt tớ rồi. Tớ biết phải làm gì với quá nhiều sô-cô-la như vậy. Đầu tiên, tớ sẽ thổi bay tất cả các giấy gói. Wow, làm nào mà cậu làm như vậy được. Đợi tí. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu xây dựng nhé. Để làm điều này, tớ cần một cái thìa và xi măng ngọt, có nghĩa là Nutella. Ôi, mùi thơm làm sao. Tớ chắc chắn rằng sô-cô-la sẽ là bổ sung tuyệt vời cho Twix. Hãy xem những viên gạch ngọt ngào của tớ đến một cách an toàn như nào. Còn ít nữa thôi. Đấy, còn một cái cuối cùng. Tuyệt. Wow, một cái tháp thật là cao. Chúng ta phải thử nó thôi. Ê, từ sau tháp của tớ lại rung chuyển vậy? Các bạn đang làm gì vậy? Ôi, nó sẽ đổ bây giờ. Dừng lại lập tức, tớ nói rồi. Không. Ôi, có vẻ như chúng ta nên nghe lời cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu sẽ nhận được từ tớ đấy. Xin lỗi, tớ không thể cưỡng lại được. Thật tốt, tớ đã đội mũ bảo hiểm và không ai bị thương. Wow, kẹo mắt dẻo dai. Tớ sẽ không nói về phần của tớ ở số nhiều. Tớ chỉ có một con mắt thôi. Ai đó lại nhận được phần nhỏ nhất rồi. Đừng có cười nữa, nhận lấy đi. Ôi, tớ chỉ nói điều thôi mà. Không cần phải đánh tớ như vậy đâu. Thôi, không sao. Bây giờ tớ sẽ trả thù cậu. Hay xem cậu thích chơi trò này không nhá. Tớ nghĩ hơi kinh dị một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó phải là mắt của cậu không? Trời ơi, một cơn ác mộng, tớ không thể xem được. Sợ phải không? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại ném mắt vào tớ? Ôi, hình như trò chơi khăm vượt qua kiểm soát rồi. Ôi, tớ không thở được. Đã đến giờ ăn sáng rồi. Nhưng viên sô-cô-la này rất là ngon. Mẹ ơi, trời ơi, cứu. Thật tốt, đó chỉ là trò đùa. Còn tớ thì đã sợ hãi rồi. Nhân tiện mắt rất là ngon. Bạn chắc chắn sẽ thích nó thôi. Thật là tệ, tớ không có bất cứ thứ gì khác nữa. Vậy là tới lượt tớ rồi. Hy vọng tớ cũng sẽ thích nó. Ồ vâng, nó quá là ngon. Tớ rất yêu kẹo dẻo. Ê, cậu chia tay đi đâu vậy? Đó là phần của tớ mà. Cả trăm con mắt đều là của tớ. Chúng mềm mại và ngọt ngào lắm sao. Hay quá, mọi thứ đều tớ như yêu thích. Có lẽ cậu sẽ chia sẻ với chúng tớ. Cậu còn rất nhiều mà. Ôi, cho chúng tớ một con mắt đi, xin đấy. Xin lỗi, nhưng tớ không còn cái gì nữa rồi. Quá là muộn rồi nhá. Tớ cảm thấy lạ quá. Ôi, cái gì thế này? Trời ơi, mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Cứu. Có vẻ như ai đó ăn no lắm rồi. Chỉ có một cái bim bim. Hãy nhìn này, cậu bao giờ nhìn thấy 100 gói bim bim như này chưa? Tớ thấy ai đó không may mắn rồi.
Chắc chắn rồi, tớ thậm chí không thể nhặt được Bim Bim lên. Cậu ấy đang làm gì vậy? Tớ cần một cái kính lúp. Với sự giúp đỡ của nó, cuối cùng tớ có thể ăn. Hoan hô, tớ lấy được Bim Bim rồi. Tớ sẽ cố gắng kéo dài niềm vui càng nhiều càng tốt. Đấy, dường như đã xong rồi. Nhanh thế nào? Nó thậm chí còn tốt hơn. Bây giờ tới lượt tớ. Ôi trời ơi, cái nắp chặt quá, không bỏ ra được. Nào, mở ra đi nào. Có vẻ như ai sẽ lại đói rồi. Không, tớ không đồng ý với điều này. Dù sao, tớ cũng sẽ phải mở nó ra. Xem này, đấy là được rồi nhá. Tại sao cậu lại ném nó lên? Để cho cậu thấy tớ có thể làm gì. Wow, cậu tuyệt thật đấy. Rất là tôn trọng. Tất nhiên rồi, tớ là một bậc thầy em Bim Bim. Ôi, đầu tớ. Mọi thứ đang trôi nổi trước mặt tớ. Ồ, cậu ấy cần luyện tập thêm đấy. Được rồi, hãy để cậu ấy hồi phục một chút trong khi tớ ăn Bim Bim của mình. Chúng ta là bạn thân của nhau phải không? Cậu chia sẻ với tớ đi. Tớ ý là Bim Bim không phải là bao bì. Xin lỗi, tớ không nghe thấy cậu đang nói gì. Ôi, có vẻ như không được đúng lúc lắm. Ôi, ngon làm sao, tớ không thể dừng lại được. Ê, cẩn thận, cậu đang đánh tớ một lần nữa này. Tớ không thể tiếp tục như này nữa rồi. Ai, đau quá. Tớ vô cùng may mắn luôn. Đừng vội kết luận nhá. Cho bạn ấy chừa, nhận được những gì xứng đáng.